Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 12 tháng 1 của Kiện Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Tin tức từ truyền thông Pháp, PSG đã thuyết phục thành công Zinedine Zidane thay thế cho Pochettino tại Parc des Princes từ mùa tới. Và giờ, thời gian có thể đến sớm hơn khi nhiều nguồn tin mật tiết lộ PSG muốn thay tướng trước đại chiến với Real Madrid. Zidane không có ý định tiếp quản công việc giữa mùa, tuy nhiên phía PSG đang nỗ lực để thuyết phục cho bằng được. Hơn ai hết, Zidane hiểu về Real Madrid. Nếu những thông tin trên là thật và Zidane tái xuất sớm, trận đại chiến giữa PSG và Real Madrid sẽ càng trở nên hấp dẫn. Real sẽ phải đối đầu với chính huấn luyện viên đã từng dẫn dắt câu lạc bộ giành 3 cúp C1 liên tiếp và thiên địch suốt hàng chục năm qua, Lionel Messi. Có thông tin, Zidane nhắm đến công việc tiếp theo là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, nhưng Didier Deschamps vẫn đang làm tốt nên phải đợi ít nhất là đến cuối năm sau kỳ World Cup 2022. Mới đây trên tài khoản Instagram chính thức có hơn 386 triệu lượt theo dõi, siêu sao Cristiano Ronaldo đã đăng tải bức ảnh tươi cười, rực rỡ trên bãi cỏ kèm chú thích: chào buổi sáng. Bức ảnh cùng thông điệp xúc tích này của CR7 thu hút hơn 10 triệu lượt like và nhiều bình luận từ người hâm mộ. Trước đó, Ronaldo vắng mặt ở trận Man United đánh bại Aston Villa 1-0 tại FA Cup vòng 3. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Brad Rangnick, Ronaldo đang gặp chấn thương nên ông không thể đưa anh vào danh sách thi đấu. Tuy nhiên, bức ảnh mới nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể hiện điều đó. Rất có thể việc không thi đấu tại mặt trận FA Cup vừa qua đã để CR7 có thể bàn luận tương lai với người đại diện của mình, siêu cò Jorge Mendes. Tình hình của MU đang không mấy khả quan và Ronaldo được cho là không hài lòng về điều này. Như đã đưa tin, các câu lạc bộ ở ngoài Anh đang vô cùng phẫn nộ trước thông tin Liverpool đã báo cáo sai lệch kết quả xét nghiệm Covid-19 của các cầu thủ hòng trục lợi. Theo đó, đội bóng có phản ứng mạnh mẽ nhất trước thông tin này là Arsenal. Theo tờ Daily Mail dự đoán, trận đấu lượt đi dự kiến tổ chức ngày 14 tháng 1 sẽ không được tổ chức nữa. Lý do là bởi nếu như kết quả điều tra cho thấy Liverpool thực sự gian lận, The Kop sẽ bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh mùa này. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Anfield chắc chắn sẽ bị trừ điểm tại ngoại hạng Anh vì hành vi báo cáo kết quả sai sự thật này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ giải đấu trực thuộc Liên đoàn bóng đá Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp không những không thể bám đuổi Man City ở mùa này mà họ còn phải đối diện với nguy cơ bị hất văng khỏi top 4 và mất vé tham dự Champions League mùa giải năm sau. Tiền vệ Isco của Real Madrid được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Barca trước khi chính thức gia nhập vào mùa hè. Tuyển thủ Tây Ban Nha không được ưa chuộng dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti và chỉ được ra sân vỏn vẹn 9 trận ở La Liga từ đầu mùa giải 2021-2022. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè này và tờ El Chiringuito khẳng định Isco đã quyết định gia nhập Barca. Chủ tịch Juan Laporta của Barca rất muốn tăng cường chất lượng cho đội hình bằng những cầu thủ tự do tình hình tài chính eo hẹp. Isco gia nhập Real Madrid từ Malaga vào năm 2013 và đã giúp câu lạc bộ giành được 2 chức vô địch La Liga cùng 4 Champions League với 346 lần ra sân trên mọi giải đấu. Tuyển thủ người Tây Ban Nha có thể hoạt động ở hai cánh nhưng chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ công sau lưng tiền đạo. Ngay sau khi Coutinho chính thức gia nhập Aston Villa, Barcelona đã thông báo xác nhận hoàn tất thủ tục đăng ký cho Ferran Torres. Tại Camp Nou, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ khoác áo 19. Barcelona công bố tin vui về Ferran Torres đúng thời điểm khi cầu thủ của Man City đang có mặt tại Ả Rập Xê Út. Chân sút 21 tuổi đến đây trong chuyến bay cùng Pedri vào hôm qua sau khi cả hai chiến thắng Covid-19. Nhiều khả năng Ferran Torres sẽ ra sân ở trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid. Nếu ra sân ở trận El Clasico diễn ra vào rạng sáng mai, Ferran Torres sẽ đá chính trận đầu tiên cho Blaugrana kể từ khi gia nhập đội bóng với giá 55 triệu euro. Trước trận El Clasico, Ferran Torres đã nghỉ gần 3 tháng vì chấn thương bàn chân và dính Covid-19. Hôm nay 12 tháng 1, Philippe Coutinho đã hoàn tất tất cả các thủ tục để chính thức ra mắt đội chủ sân Villa Park. Cựu tiền vệ của The Kop sẽ khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Đội bóng thành phố Birmingham có quyền mua đứt vào mùa hè tới với mức giá 33 triệu bảng. Coutinho sẽ đảm nhận số áo 23. Đây là số áo mà cầu thủ người Brazil từng mang khi còn chơi cho Espanyol. Phát biểu trong ngày ra mắt, Coutinho cho biết: "Tôi cảm thấy vinh dự khi được khoác áo Aston Villa. Đây là câu lạc bộ hết sức tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ Gerrard và muốn cống hiến tất cả khả năng cho đội bóng này. Có vị trí sở trường là tiền vệ công, nhưng ngôi sao 29 tuổi có thể chơi tốt ở hai biên, hứa hẹn đem lại cho Gerrard nhiều phương án sắp xếp đội hình." Coutinho không còn lạ lẫm với ngoại hạng Anh khi cầu thủ này từng có 152 lần ra sân tại giải đấu này cùng The Kop trong quá khứ, đóng góp 41 bàn và 37 kiến tạo. Anh dự kiến sẽ có trận ra mắt ở cuộc đối đầu với Manchester United tại vòng 22 Premier League. Trước nguy cơ xuống hạng, Newcastle buộc phải phá két trong tháng 1 để tăng cường lực lượng. Theo Sky Sports, Newcastle đã được thỏa thuận chiêu mộ với Chris Wood khi cả hai đồng ý chi 25 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng giữa tiền đạo này với Burnley.
Dự kiến trong ngày hôm nay, chân sút người New Zealand sẽ làm thủ tục y tế. Về phần mình, Burnley không muốn mất Chris Wood trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche không thể ngăn cản khi Newcastle chi ra số tiền vừa đủ để phá vỡ hợp đồng. Chris Wood gia nhập Burnley từ Leeds United hồi năm 2017. Từ đó đến nay, chân sút 30 tuổi đã ghi 53 bàn thắng sau 165 lần ra sân trong màu áo Burnley trên mọi đấu trường, trong đó có 3 bàn tại Premier League mùa này. Bản tin bóng đá tối ngày 12 tháng 1 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.